Bắt giam kẻ sát hại dã man, phi tang xác người đàn ông Hà Nội vào miệng cống. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ứng Hòa mới quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn, sinh năm 1991, thường trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Thông tin từ công an Hà Nội, ngày 11 tháng 8, công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị H, sinh năm 1984. Thường trú xã Trung Tú về việc chồng chị là anh D, sinh năm 1982, đi khỏi nhà từ khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 8, chưa thấy về, gia đình không liên lạc được với anh D. Công an huyện Ứng Hòa nhanh chóng xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu án hình sự. Đến sáng ngày 13 tháng 8, công an huyện Ứng Hòa triệu tập nghi phạm Vương Văn Đoàn đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đoàn khai nhận về hành vi sát hại, cướp tài sản anh D vào tối 9 tháng 8. Theo lời khai, tháng 7 năm 2021, Đoàn đặt một sợi dây chuyền bạc để vay anh D 4 triệu đồng. Không muốn trả tiền nhưng muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tài sản của anh D. Đoàn gọi điện cho anh D nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền và vay thêm tiền. Sau khi thỏa thuận, Đoàn đi xe máy gặp anh D rồi nhờ anh D chở về trang trại nhà Đoàn để tiện giao dịch. Tại đây, Đoàn dùng dao chém anh D bị đánh bất ngờ, anh D bỏ chạy thì bị Đoàn dập đầu xuống đống gạch. Quá trình giằng co, cả hai bị lăn xuống vệ sông, Đoàn đã dìm anh D xuống nước. Khi anh D không còn dấu hiệu sống, kẻ sát nhân lấy vải bạc quấn xác nạn nhân, dìm xuống nước rồi lấy gạch đè lên, sau đó về nhà ngủ. Đến tối ngày 10 tháng 8, do trời mưa lớn, lo xác anh D sẽ nổi lên, Đoàn đã kéo xác lên, phi tang vào hai miệng cống của trang trại. Vụ án tiếp tục được công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.